Thầy sao này? Đấy, ơi, rồi. Bên vào đây, thấy chưa? Em thấy nó không có đồng đâu, cần em thử. Đây, em thấy anh bận hướng SO, anh hướng. Ôi, con tao sữa rồi. Thế là mình có món đây đấy. Nem nướng nem lên thật chưa em ơi? 15 giây nữa ra vào bàn hả? Đây, cho ăn luôn rồi. Đây. Con lấy bảo cho 20 giây con thịt, 1 phút con lợn. Thế là hết rồi nhá, một con lợn 40 cân mà quay ra đây. Hết sạch không còn gì. Đây, ngày hôm nay phải đặt một con lợn 33 cân. Lợn sữa rồi, con 33. Chảy nó ở phía đấy. Người quay nó khác bỏ. Con này mà mình mà xăm mà cái con lợn nào cứ nhìn em đấy kìa, qua lại nó mới làm được. Anh ơi,